Thế phần 2 này ngu ghê á, bên cam nó có tính năng quay toàn màn hình. Hôm nay mình chọn chế độ trong game nó không có quay được, phải quay hai phần này. Cái này rất kinh nghiệm luôn. Trước cũng biết rồi mà lâu quá không có xài nên quên. Thì mình hướng dẫn cho Vinh. Trường hợp là mình ở trong rep rồi á, ở trong rep CF á, mình đã có chụp hình rồi. Thì mình chụp bằng Vendicam này, giao diện của cam như thế này. Chụp hình thì những cái nút cài hình ảnh như đó. Ví dụ ở đây anh chọn F12 đi, thì mình chụp trong F12 và sau đó file mềm nó sẽ nằm ở trong thư mục document Vendicam, ảnh và video nằm bay hết luôn. Thì mình lấy trong này. Còn trường hợp thứ hai nữa thì mình dùng chụp bằng pen. Thì đây là trường hợp này. Ví dụ một ảnh đi ha, anh bấm nút chụp hình nó sẽ hiện lên chụp bằng print bên phải nút F12. Thì sau khi chụp như vậy mình vào phần pen nha. Pen này cách khởi động thì cũng dễ thôi, vào Windows ấn pen enter. Sau đó Ctrl V cái ảnh của mình, tức là dán ảnh của mình. Thì mình giữ Ctrl và mình lót con chuột trái chuột phải á, thì nó sẽ thu nhỏ như vậy. Đó. Hoặc là mình nhấp chuột trái ra ngoài này, hoặc là nhấp vô select này là để nói chung trở về cái trạng thái ban đầu nó có viền này. Đây là Ctrl A. Nó sẽ bao quát cái viền của mình và nó chọn ảnh của mình. Còn click ra đây thì nó sẽ bình thường lại. Cái đây ảnh của mình cắt này nó bị lỗi này, mình Ctrl A sau đó giữ rơ chuột trái là có hình 4 mũi tên. Mình kéo lên trên này ha. Rồi. Kéo vào góc phải màn hình để kéo ảnh lên. Cái này giống như riền khung thôi. Còn cho A là chọn ảnh này. Sau đó còn cho S để lưu ảnh. Mình lưu là G4 nha. Rồi desktop luôn. Chọn đuôi CPS. Đuôi này cho nó nhẹ, thường chọn. Sau đó vào clip của YouTube của mình, để trình bản đồ video. Anh vô clip của anh có sẵn nha, để anh rồi vô clip của anh luôn. Lúc mình tải clip á, phần dưới này sẽ có dưới này có cái mục mình để mình lót ảnh ở dưới này, nằm bên trái dưới góc dưới cái phần công khai mô tả, phần lưu thay đổi nó nằm ở dưới đây. Còn đây trường hợp ảnh clip đã có rồi thì mình chọn cái phần thay đổi hình ảnh ở bên phải cái video, chọn ảnh của mình thôi, desktop này lưu đâu thì lấy đó. Rồi 4 chờ 1 phút ảnh nó sẽ lock lên nha. Bây giờ không mở nhạc nữa rồi. Ok, chờ xíu nha. Này ảnh lưu này, thì cái trường hợp này á, là mình chưa có chèn chèn chữ nha. Khi mình chèn ảnh rồi anh để ý này, cái góc ở trên vệ tinh này nó sát này, khi cái ảnh của mình lên nó bị mất một đoạn, tức là cái ảnh góc từ trong CF hoặc là full màn hình ra thì nó up lên không có đủ size, nó sẽ làm mất đi một đoạn. Nên là khi mình chèn chữ á, mình sẽ hạn chế những cái sát khung viền nha. Thì mình sẽ để ở dưới đây, ví dụ như G4 đây, glitch G4. Rồi, lên mình đây, chọn phông chữ này kia các thứ ha. Thì mình sẽ tránh để sát cái khung viền ở dưới trên đây, đừng có để sát lên trên quá. Thì mình để ở dưới đây ha, gần dưới đây thôi. Đó là những cái hướng mình khắc phục. Còn em muốn mà cái đây là lưu ảnh này, còn em muốn mà full cái ảnh trong CS chụp ra luôn để thấy cho nó nguyên cảnh này luôn. Thì đó một trường hợp cũng thấy cũng hiếm, tại vì ảnh này cần cũng không cần thiết lắm, nó không có hiện ra full đâu. Mình muốn hạn chế thì có cách như thế này. Ví dụ ảnh plan này chữ hơi nhỏ này, thì sau khi chọn chữ nha, em sẽ kéo góc phải nó sẽ có mũi tên này, em kéo ra thêm mũi tên. Sau đó mình dùng chuột trái mình chọn vô select này, rồi mình đưa đến cái góc của cái khung ảnh này, giữ chuột trái và kéo. Đây là đang quét ảnh này, quét chọn.
rồi mình thả ra nha, nó đang quét trọn này. Mình giữ chuột trái và giữ ảnh để kéo ảnh đi, thì mình sẽ kéo thụt lùi xuống ô nó một khung, thụt lùi xuống một khúc như thế này, khoảng như thế này. Anh nghĩ vậy hợp lý, còn không em tự căng ảnh là thôi, tại chỉnh bản nó cũng dễ. Em vô em up ảnh trên CF thấy ok rồi, sau đó em ra ngoài chỉnh sửa, anh lưu lại nha, không bấm Ctrl S nè, tại ảnh ban đầu là Ctrl S rồi, ảnh thứ hai thì phải F12, sẽ lưu một cái file mới. Ra trong CF đây, mình sẽ thay đổi nha, thay đổi cái hình của mình. Ảnh đầu tiên tả rất là nhanh, những ảnh thứ sau cho đi á, nó cập nhật hơi bị chậm nha. Cái đây trường hợp không cập nhật nhanh này, thì đến làm thử luôn, cho em hướng dẫn cho nó cụ thể. Vào video nha, vào những video mới tải đi. Đây, anh thấy không? Cái hình ban đầu nó như thế này. Đó. Chỗ ngay cái vệ tinh này, hai cái vệ tinh trên cái mái nhà này, là em nhìn thấy nó sát luôn không? Đây, anh zoom trên màn hình của CS này, của video này, thấy chưa? Nó vẫn thấy được full cái phần giống, gần như là giống như hai anten bên trong này, thấy không? Cái khoảng cách nó y luôn, khoảng cách của bên trái màn hình này là ngay cái chỗ khung mấy cái vách đá này, em so sánh thì thấy nó khá là đều. Và thứ hai nữa là chữ cái lan mình nó không bị mất này. Thì đó là những cách muốn làm cho nó full ảnh của mình thôi, thì còn nhiều cách nữa. Nếu mình biết mà xài Photoshop hoặc chỉnh ảnh này kia, hoặc hiểu về cái size của cái video khi tải lên đó, em cứ thử vài cái ảnh. Nhạc dở quá, để xíu chỉnh nhạc. Nói chung em muốn những cái video chỉnh ảnh thì em cứ test thử đi, test dần dần thì nó sẽ ra nhiều cái để em mới hiểu được. Chứ còn giờ anh nói thì chỉ hướng dẫn sơ thôi, để hướng dẫn mấy phút rồi. À, ok chưa? Thì để anh vô luôn. Trong trình video, nếu mình xài YouTube thì anh biết thôi. Trình video này, vô chỉnh sửa ảnh này. Bây giờ anh up cái ảnh clip 2 lên luôn. Này chứ ảnh ảnh 1, ảnh 2 anh phải chỉnh lại rồi. Thôi, tạm thời cứ để vậy. Này chắc là chỉnh sâu. Kiều quá. Nói chung vậy rồi á, đúng ý em rồi đó. Ok nha, thôi chào mọi người luôn nha.